Lan rừng bản đồ Minh Lý xin kính chào tất cả mọi người nhé. Sáng hôm nay em tiếp tục đưa lên mặt hàng trâu của rừng Buôn Đôn. Thì hôm nay những cái đơn trâu nào còn lại thì em đã cho thêm cây. Một là cho thêm cây, hai là những cái đơn nào mà mới đưa lên thì em bán giá sát giá mùa dịch, giá Covid cho nên là rất là rẻ, cực kỳ rẻ luôn mọi người nhé. Thời điểm này là mọi người rất là sưu tầm rất là rẻ nhé. Thì qua cái mùa Covid này thì chắc chắn là giá cả nó sẽ leo thang hơn. Nên là mọi người tranh thủ chốt được những cái đơn nào bây giờ vừa đẹp vừa rẻ thì mọi người chốt ở nhà trồng cây, chăm cây để góp sức cùng với nhà nước để chống dịch mọi người nhé. Sau đây thì em đi thẳng vào vấn đề chính luôn để cho mọi người đỡ phải chờ lâu. H1 đây là một đơn trâu lá mít xếp mọi người nhá. Ba cây rất là đẹp luôn. 1 2 3, 3,5 cặp lá này. Một cây lá xếp rụ rịt luôn này. Đã chưa? Một cây nhá. Cây thứ hai đây. 1 2 2,5 cặp lá nhá. Và đây cây thứ ba đây, một cây lá xếp cũng rất là to, 2,5 cặp lá. Đấy. Ai chốt 3 cây này với giá là 350k em bao ship. 350k em bao ship nhé. Giá rất rẻ và đã được bao ship tận nhà. Đấy. H2 đây là một cặp đôi và em thêm một cây vào nữa nhá. Một cặp đôi anh em này, rất là to, rất là đẹp luôn này. Đây. Một cặp luôn mọi người nhá. Một cặp luôn. Một cặp anh em rất to. Và em thêm một cây rất là phù hợp nhá, rất là phù hợp với cái tàn lá của nó nhá. Đấy, đây rất là to luôn mọi người nhá. Ai chốt đơn này với giá là 400k em bao ship. Đây, lúc hôm qua là chỉ có một cặp hai anh em này em bán với giá là 400k. Bây giờ thì em thêm một cây này vào nữa, giá cả vẫn giữ nguyên nhá. H3 đơn này cũng vậy, cũng một dề anh em này. Dề đây là ba anh em luôn mọi người nhá. Một dề rất là to luôn. Rất to luôn, từ to đến nhỏ nhá. Và hôm nay em thêm cho một cây này nữa. Thêm một cây này nữa về mọi người trồng ba cây như này. Đẹp chưa? Đẹp, rất là đẹp luôn nhá. Rất là đều luôn. Đấy. Nhìn ghép kiểu dáng như thế này. Mọi người nhìn thấy đủ một dề ba cây to chưa? Và một cái con nằm ở dưới chưa? Chỉ có 350k thôi nhá. Hôm qua là dề anh em bán 350, bây giờ thêm một cây nữa cũng vậy. Tiếp theo H4, đơn này cũng thế luôn. Cái cây này lúc nãy thì không tìm thấy kéo thì em chưa cắt được cái rễ này. Rễ nó còn tùm như thế này. Chưa cắt được rễ nhá. Lát nữa đóng hàng thì ai chốt thì một cây này, cây mít rất đã luôn này. Mít xếp tuyệt vời luôn. Lát nữa đóng hàng em sẽ cắt rễ cho mọi người nhá. Rồi ôm tùm như thế này thì để thế này cũng chẳng giải quyết được cái gì. Mà đóng hàng lại khó nhá. Đây một cặp anh em. Cặp anh em rụt rịch luôn. Dòng lá mít xếp này. Đây. Cây anh của nó là đã được 3 cặp lá và cây em là 2,5 cặp lá này. Đây. Và em tặng thêm cho cây này tiếp theo. Thêm một cây này nữa. Cây này 1 2 3, 3,5 cặp lá luôn. Đây, về để mọi người ghép được một dùng 3 cây. Dùng 3 cây. Với giá chỉ có 350k em bao ship. 350 bao ship nhá. Là H4. H5. Đơn này gồm có 3 cây mít xếp rất là to luôn. 3 cây mít xếp rất to, một cây. Đấy. Đẹp tuyệt vời luôn nhá. Đẹp tuyệt vời luôn. Cây thứ hai. Đây. Rất là đều nhau nhá. Và đây là cây thứ ba. Cây rất to luôn. Đấy, rất đều nhau. Ba cây to đều nhá. Ai chốt đơn này, ba cây mít xếp này cũng có giá là 350 em bao ship, 350k. H5. H6, ba cây trâu siêu to khổng lồ luôn. Ba cây trâu rất là to. Đấy, rất to luôn mọi người nhá. Một cây. Hai cây. Đấy, thân dừa nhá. Và cây này dáng thác đổ rất đẹp luôn mọi người. Rất là đẹp luôn. Ba cây khủng như thế này.
Ai chốt giá cũng chỉ có là 350k thôi. 350 thôi. Nhá. H6 350 em bao ship. Đấy. To khủng luôn nhá. H7 cũng là 3 cây to. Rất là to luôn. Một này. Bản lá siêu to, siêu dày nhá. Hai. Đây. Rất đều luôn. Và cây thứ 3. 3 cây như thế này. To đều và đẹp. Với giá cũng là 350 em bao ship. H8 đơn này gồm có 5 cây. Dòng lá cứng, lá mít mọi người nhá. 1 cây. 2. Đây là mít rụt rịt rồi. 3. 4. Lá mít này. Rất đẹp luôn. Và đây là 5. Đấy, lá xếp bản đạn lá xếp mít nhá. 5 cây đẹp như thế này, giá cũng là 350 em bao ship. H9. Đơn này một cây, một đơn 5 cây trâu mít đẹp tuyệt vời luôn. 5 cây mít đẹp tuyệt vời luôn, một cây. 2 cây. 3 cây. 4. Và đây là 5. 5 cây trâu mít này với giá cũng chỉ có 350 em bao ship. H9. H10, đơn này gồm có 7 cây mít. 1 2 3 4 5 6 và đây là 7. 7 cây trâu mít này với giá cũng chỉ có 350 em bao ship. Đây là H10. H11, đơn này là 5 cây rất là to, giống mít xếp rất to luôn. 1 2 to đẹp nhá. 3 4 5 5 cây này với giá cũng là 350 em bao ship. H12, đơn này gồm có 7 cây. Lá cứng, lá xếp rất đẹp luôn. 1 2 đây dòng lá mít. 3 cây này hơi top một chút. 4 5 6 đây mấy cây này dòng lá mít hết. 7 7 cây như thế này, giá chỉ có 350 thôi. Dòng lá mít cả. 350 em bao ship. H13, đơn này gồm có 7 cây. Rất là to, đều và đẹp. 1 2 3 4 5 6 và đây là 7. 7 cây này với giá là 350 em bao ship. H14, đơn này gồm có 10 cây. 1 2 3 4 lá cứng lá ngắn rất đẹp luôn. 5 6 7 8 9 10 10 cây này với giá là 350 em bao ship. H15, đơn này cũng là 7 cây. 1 7 cây to đều nhá. 2 3 4 5 6 và đây là 7. 7 cây này với giá là 350 em bao ship. H15. H16, đơn này cũng là 7 cây. 1 cây dòng lá mít. 2 3 4 5 6 7 7 cây này với giá là 350 em bao ship.
Tiếp theo H17, đơn này gồm có 3 cây rất là to luôn. 1 2 to khủng luôn. Và đây là 3. Đấy, cây rất khủng. 3 cây như thế này em cũng bán giá đồng bộ cho mọi người với giá là 350, em bao ship H17. Đấy là tổng toàn bộ 17 đơn hàng. Sáng hôm nay em đưa lên để cho mọi người lựa chọn. Ai lựa chọn được đơn nào, mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852, Zalo 0981088852, kênh Lan Rừng Bản Đôn Minh Lý. Ai chưa đăng ký kênh thì mọi người hãy cho em xin một nút đăng ký để số lượng người đăng ký tăng lên một chút. Và thứ hai nữa là em đưa lên những cái đơn hàng nào thì nó sẽ báo được đến cho mọi người sớm nhất, để mọi người lựa chọn những cái đơn hàng thích hợp nhất, đẹp nhất mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người ở clip sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.